Xin chào các mẹ. Mẹ Quỳnh Anh thì mới sinh em bé được 1 tuần và hôm nay thì mẹ Quỳnh Anh rất là muốn chia sẻ cho các mẹ một trong những kinh nghiệm khi đi sinh, đó là chuẩn bị giỏ đồ đi sinh. Mẹ Quỳnh Anh biết là đây là một trong những cái nỗi băn khoăn rất là lớn của các mẹ, nhất là với các mẹ sinh con lần đầu. Đấy là làm thế nào để chuẩn bị một cái giỏ đồ đi sinh vừa đầy đủ và không bị thiếu món đồ nào, nhưng cũng không bị quá là nhiều đồ thừa mứa, dẫn đến cái việc là mình sẽ phải xách quá là nhiều đồ đi trong bệnh viện. Rồi, đầu tiên mình sẽ tiến hành chuẩn bị đồ cho bé nhé. Thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị các đồ mặc cho bé. Bé thì sẽ cần khoảng 3 bộ đồ cho thời gian nằm viện. Mẹ Quỳnh Anh thì ưu tiên các cái bộ body với chất vải cốt tông mềm, hoặc là các mẹ có thể sử dụng body show. Body thì sao? Bởi vì là nó sẽ làm cho em bé không bị khó chịu. Nếu mà các mẹ cho em bé mặc cái bộ giới thì cái chun của cái quần nó có thể sẽ cọ vào cái phần rốn của bé, gây ra khó chịu cho bé. Lúc đấy bé còn có kẹp rốn nữa. Nên là tốt nhất là chúng mình sẽ dùng body dạng liền như thế này, vừa giữ ấm cho bé mà cũng vừa không gây khó chịu. Thì mình chuẩn bị 3 bộ bởi vì là em bé có thể là bị phân su dây ra quần áo, thì lúc đấy các mẹ cũng có thể muốn thay, hoặc là sau khi mà tắm xong cho bé thì các cô y tá cũng sẽ yêu cầu là mình sẽ thay quần áo cho bé và một bộ để bé mặc lúc ra viện nữa. Đấy, thì mẹ Quỳnh Anh chuẩn bị 3 bộ là cảm thấy là vừa đủ. Tiếp theo là các mẹ có thể chuẩn bị bao tay bao chân. Bao tay bao chân thì mình chuẩn bị 1 đến 2 bộ là được rồi. Tiếp theo là mũ sơ sinh để đội cho bé khi mà bé ra viện. Tiếp theo là cái quấn. Các bé sơ sinh thì vẫn còn chưa quen với môi trường bên ngoài, vì thế nên là để giúp bé đỡ bị giật mình khi ngủ thì các mẹ nên là quấn cho bé. Thì quấn các mẹ có thể sử dụng tã chéo nếu mà các mẹ đã từng biết đến rồi, hoặc nếu không thì chúng ta có thể mua một số những cái quấn ở ngoài, ví dụ như là mình sẽ rèn con theo phương pháp Easy chẳng hạn, thì mình sẽ mua cái quấn cocoon của chị Hà Chũn. Thì đây là cái quấn cocoon. Đấy, thì cái quấn này thì có rất là nhiều clip hướng dẫn dạy quấn rồi, nếu cần thì mình sẽ hướng dẫn các mẹ thêm một lần nữa. Đây là cái quấn cocoon, cũng vừa để giữ ấm cho bé và cũng làm cho bé đỡ bị giật mình. Sau đó thì sẽ là phần khăn xô, thì các mẹ chuẩn bị cho mình 5 cái. Mình thì chuẩn bị 5 cái với độ dày mỏng khác nhau, với những mục đích khác nhau. Ví dụ như là để lau cho em bé thì mình sử dụng những cái mỏng mỏng như thế này thôi. Nhưng mà ví dụ để lau ngực cho mẹ chẳng hạn, trước khi mà mẹ cho em bé ti thì mẹ sẽ cần phải dùng nước ấm và lau sạch bộ ngực của mình trước khi cho bé ti, thì đảm bảo là vệ sinh. Thì mình sẽ sử dụng một cái khăn dày hơn như thế này. Đấy, thì mẹ chuẩn bị khoảng 5 cái. Sau đó là khăn tắm. Khăn tắm cho bé thì mẹ Quỳnh Anh cũng sử dụng cái khăn xô bởi vì nó thấm nước rất là tốt và nó cũng rất là mềm mại cho bé. Một cái khăn xô là đủ ạ. Ngoài ra thì khi mà đưa bé từ viện trở về thì em bé sẽ phải đi qua ít nhất là một cái đoạn đường mà cũng sẽ bị nắng hoặc là bị gió, bị bụi. Thì các mẹ nên chuẩn bị một cái khăn để che chắn cho bé khi mà mẹ bế bé. Thì mẹ Quỳnh Anh sử dụng luôn cái khăn sử dụng cho bé bú. Đây là khăn chuyên dành cho bé bú. Nó sẽ có một cái lớp nhựa ở trên cổ như thế này để mẹ có thể khi mà quàng vào thì có thể nhìn thấy con bên trong, đồng thời là cũng sẽ không bị bụi. Đây, mình sẽ bế em bé đằng trước như thế này. Cái này có dây điều chỉnh này, rất là tiện lợi. Đấy. Cái này thì bố cũng có thể đeo được. Đấy, bố có thể bế em bé cho mẹ. Đấy, thì đây là cái khăn cho bé bú. Cái này có thể che chắn bụi, che chắn nắng rất là tốt, thì các mẹ nên sắm cái này. Sau này thì mình có đi ra ngoài và muốn cho bé đi ở nơi công cộng thì nó cũng sẽ rất là lịch sự. Rồi, sau đó là đến phần vệ sinh cho bé. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cần có bỉm newborn. Mẹ Quỳnh Anh sử dụng những cái loại bỉm ví dụ như là Mary hay là Mooney hoặc là Huggy cũng sẽ rất là tốt. Các mẹ khi mà đi sinh, đi khám thai ấy, thì hay được các bạn PG phát cho những cái sampling ấy, thì các mẹ hãy giữ những cái sampling đấy lại. Và nó rất là tiện bởi vì nó đã tách sẵn miếng và có gói ở trong những cái gói nhỏ như thế này, sẽ rất tiện khi mà các mẹ mang vào viện để sử dụng cho bé. Rồi, sau đó thì là một dịch giấy ướt. Giấy ướt để lau cho bé khi mà bé ị. Cái giấy ướt này khá là cần thiết bởi vì là nó sẽ lau sạch cái phân su của bé.
Nhiều mẹ thì có thể là không thích giấy ướt lắm vì sợ là có cồn hay gì đó, thì các mẹ có thể sử dụng cái khăn khô đa năng, có rất là nhiều loại. Mẹ Quỳnh Anh thì sử dụng cái loại Likado này cũng thấy khá là ổn. Cái khăn khô đa năng này mình có thể sử dụng để làm rất là nhiều thứ. Mẹ có thể sử dụng như là một cái khăn ướt để lau lau rửa cho bản thân mình, ví dụ như ăn xong hay là lau dọn những cái thứ xung quanh, ví dụ như là giường hay là bàn ghế gì đó. Nói chung là một bịch này nó được rất là nhiều nên là mẹ có thể sử dụng trong rất là nhiều mục đích khác nhau. Và một cái nữa đấy là cái tấm lót sơ sinh, cái tấm lót để thay tã ấy, thì mình có thể sử dụng cái loại basic như thế này thôi. Đây là một cái tấm thảm thay tã chống chống thấm. Rồi và tiếp sau nữa đấy là cái phần chuẩn bị cho bé ăn, thì có thể là một số mẹ sẽ phải sinh mổ hoặc là một số mẹ thì sinh thường nhưng mà đau quá vẫn chưa thể là cho con ti ngay được hoặc là quá mệt chưa cho con ti được, thì mẹ sẽ chuẩn bị dự phòng thôi, một số cái đồ ăn cho con. Mẹ có thể sử dụng cái sữa thanh của Meiji này thì rất là tiện này. Ở trong này thì mẹ sẽ có những cái viên sữa, mỗi viên sữa này pha được 40ml sữa đấy. Thì mỗi cái thanh này thì sẽ có 5 viên tương đương với 200ml sữa. Thì em bé khi mà mới ra đời thì dạ dày em bé cũng rất là nhỏ thôi, chỉ chứa được khoảng 5 đến 10ml sữa thôi, nên là mẹ chỉ cần chuẩn bị khoảng 3 thanh là đủ. Sau đó là bình sữa size nhỏ 150ml hoặc là nếu mà có nhỏ hơn thì cũng được. Tiếp theo là rửa bình và cọ rửa bình. Rửa bình ở đây thì mình đã chiết ra một cái chai nhỏ như thế này để mẹ mang đi được tiện hơn, chứ mình vác cả chai to thì nó rất là nặng mà nó cũng không cần thiết. Ngoài ra thì khi mà tắm bé xong thì các mẹ có thể là nhờ các cô y tá tắm bé bôi cho bé kem hăm. Và nếu mà mẹ cẩn thận thì mẹ có thể là mang riêng cái lọ sữa tắm của mình đi. Đồ dùng cho bé như vậy đã tạm ổn. Bây giờ mình sẽ nói về phần chuẩn bị đồ cho mẹ nhé. Ngoài ra thì một số mẹ cẩn thận thì cũng muốn giặt đồ ngay cho bé khi mà bé ị hoặc là đái ra quần áo, thì các mẹ có thể sử dụng một số cái sampling nước giặt như thế này, hoặc là các mẹ có thể chiết nước giặt ra những chai nhỏ như thế này để có thể là sử dụng cho nó tiện lợi. Và một vật cuối cùng cũng khá là quan trọng đấy là một số cái đồ liên quan đến tâm linh cho bé. Đấy là các cụ của nhà mình thì cũng bảo là khi mà đưa bé từ viện về nhà thì đi trên đường mình sợ là phải vía gì đó, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số cái đồ và cái combo đấy sẽ bao gồm là một củ tỏi này, một đôi đũa này và một cái kéo hoặc là một cái dao đấy ạ. Và tất cả ba cái đồ này thì mình sẽ cho vào một cái túi và để sát với cái người mà sẽ bế bé đi về. Một vật nữa cũng rất là quan trọng đấy là cái son ạ. Cái son sử dụng để vẽ cho em bé, vẽ dấu lên mặt để cho em bé đi về, vì các cụ quan niệm là em bé phải làm mặt dấu thì sẽ không bị phải vía. Thì cái son này rất... Xong phần chuẩn bị đồ cho bé rồi thì bây giờ sẽ là phần chuẩn bị đồ cho mẹ. Đồ cho mẹ thì sẽ có một số đồ dùng thật sự là tối cần thiết và một số đồ dùng thì mình cũng sẽ... nói sơ qua, nếu mà các mẹ cảm thấy thích và cần thì sẽ mang đi, còn không thì thôi. Một cái đồ dùng tối cần thiết thứ nhất đấy là bộ hồ sơ đi sinh. Ở trong bộ hồ sơ này thì các mẹ cần phải có sổ khám này, rồi chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, cộng với là tất cả những cái kết quả làm siêu âm, ở đặc biệt là cái tuần 12 ấy, là cái tuần rất là quan trọng, cộng với là cái kết quả mà mình siêu âm gần đây nhất nó có những cái bất thường như thế nào, thì các mẹ cần phải cho hết vào trong này. Đây là hồ sơ sinh. Thứ hai nữa là bỉm cho mẹ. Thì khi mà mẹ có cái dấu hiệu sinh và chuẩn bị nhập viện thì mẹ sẽ cần phải đóng một cái băng vệ sinh, hoặc là có thể ban đêm, hoặc là mẹ có thể sử dụng luôn băng vệ sinh mama này. Thực sự nó rất là tốt, nó thấm hút rất là tốt và nó rất là êm, rất là mềm mại. Khi mà mẹ vào sinh ý, thì mẹ sẽ cần phải bỏ hết những cái đồ lót ra. Thì mẹ nên chuẩn bị cho mình những cái quần lót giấy, bởi vì là khi mà mình bỏ quần áo lót ra rồi thì
để bên cạnh người nó cũng sẽ rất là bừa bộn lộn xộn, nên là mẹ chuẩn bị luôn quần lót giấy để lúc đấy mình cởi ra và mình vứt đi luôn. Thì mình khuyên các mẹ nên dùng loại của Procare. Mình thì dùng loại Procare cao cấp nên là nó rất là mềm, nó rất là mịn, nó không như là cái quần lót giấy rẻ khác, nó sẽ rất là sột soạt, nó rất là cứng. Thì các mẹ có thể mua cái Procare này, rất là mềm mại. Chỉ cần một túi 5 quần là đủ. Và cái quần này mình sẽ sử dụng luôn sau sinh, bởi vì là sản dịch nó sẽ rất là nhiều, nên là mẹ nên dùng cái loại này thì có bị dây ra thì mình cũng sẽ bỏ đi được luôn. Tiếp theo đấy là ngay sau khi mổ xong, ngay sau khi sinh xong thì mẹ sẽ cần đóng cái băng vệ sinh loại đặc biệt, và nó gọi là nó làm cái bỉm bỉm dán Karin để người già, nó rất là to. Và cái này thì mẹ chỉ mặc đúng cái bỉm này thôi chứ không mặc quần lót nữa đấy. Với các mẹ sinh thường thì dùng cái này, còn với các mẹ sinh mổ thì mình cũng không rõ lắm vì hai lần mình đều sinh thường. Mẹ chỉ cần mua một bịch 3 miếng thôi là đủ rồi, bởi vì là bây giờ những cái này mình mua cũng rất là dễ, ở xung quanh các bệnh viện thì đều có những nơi bán, thì mình mua sẵn một cái bịch 3 miếng này để có khi mà có ngay lập tức khi mà mình cần thôi, còn sau đó nếu thiếu thì mẹ có thể nhờ người nhà để đi mua được. Rồi tiếp theo nữa đấy là những cái dụng cụ để hỗ trợ cho mẹ khi mà đến phòng chờ sinh. Thì mẹ có thể là mang theo một cái bịt mắt, bởi vì là cái phòng chờ sinh thì nhiều khi nó rất là sáng, rất là ồn, thì mẹ bịt mắt cho dễ ngủ nhá. Rồi tiếp theo nữa đấy là mẹ có thể mang một cái bình nước đi. Bình nước này nên là bình nước giữ nhiệt, bởi vì là sau khi sinh xong thì mẹ nên uống nước ấm để kích thích sản xuất sữa, và thứ hai nữa là nó cũng tốt hơn cho người mới sinh. Ở bệnh viện thì các cây nước nóng cũng rất là nhiều, nên là về cơ bản là mẹ chỉ cần mang bình nước đi thôi là được. Ngoài ra, ngoài cái bình nước ra thì mình có thể mang cái cốc nước gấp gọn đi. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện, nếu không thì mẹ cứ mang cốc của mẹ đi cũng được. Cốc này thì mình có thể là pha sữa, hoặc là mình có thể uống nước rồi uống thuốc, rất là nhiều thứ rất là cần thiết đấy. Vitamin sau sinh thì các mẹ trước khi sinh dùng vitamin nào thì có thể là đẻ xong mình vẫn có thể dùng cái vitamin đó, hoặc là các mẹ mua riêng lại sau sinh. Mình thì dùng Blackmore, cái này vừa dùng được khi mà bầu và vừa dùng được khi mà cho con bú. Thì cái này cần thiết bởi vì sao? Bởi vì là mẹ sau khi sinh xong ấy thì cơ thể mất rất là nhiều máu và cũng rất là mệt mỏi, lúc đấy nhiều khi mình cũng chưa ăn được luôn đâu, nên là mình sẽ cần phải có cái vitamin bổ sung thì nó sẽ bổ sung chất cho mẹ ngay lập tức. Một cái nữa mà mình cảm thấy rất là cần thiết đấy là cái nước muối sinh lý. Tại vì sao? Bởi vì là nhiều mẹ, các bà thì sẽ không cho các mẹ đánh răng sau khi sinh, bởi vì sợ sau này sẽ ê buốt răng. Thì mình có thể sử dụng cái nước muối sinh lý này để mình súc miệng, hoặc là mình có thể dùng để rửa mặt. Bởi vì sau khi sinh xong ấy, thực sự là cơ thể nó rất là mệt mỏi và nó ra rất là nhiều mồ hôi, nhất là với các mẹ sinh thường, thì mình sẽ cảm thấy là mặt mũi rồi cơ thể nó sẽ rất là nhớp nháp này nọ. Thì mình nên có cái chai nước muối này để mình súc miệng hoặc là mình rửa mặt, thì nó sẽ làm cho mẹ cảm thấy thoải mái hơn. Cái chai nước muối này thì mẹ có thể sử dụng kèm với cái khăn lau đan năng mà mình có nói lúc nãy ấy, để sử dụng để rửa mặt nhé. Tiếp theo nữa là mẹ cần phải chuẩn bị một bộ đồ sau sinh để mặc khi mà ra viện. Bây giờ bộ sau sinh thì có rất là nhiều mẫu mã rồi. Mẹ nên chọn những cái bộ nào mà nó mặc rộng rãi, thoải mái và có cái để cho con ti. Ví dụ như là đây là một bộ đây, mình mặc cảm thấy rất là rộng rãi này. Đây, đây là cái chỗ cho con ti này. Đấy, và nó cũng rất là xinh nữa. Đấy, quần thì cũng có thể điều chỉnh độ rộng này. Đấy, đây là bộ sau sinh. Rất là cần thiết đấy là một đôi tất, bởi vì là sau khi đẻ xong ý, thì cơ thể nó rất là dễ bị nhiễm lạnh, nên là đi tất là một việc rất là quan trọng. Một cái nữa đấy là bông. Bông mẹ sử dụng để nút tai nhá. Có nhiều mẹ thì khá là yếu nên là sau khi mà đẻ xong ý, bị ù tai, thì mẹ có thể dùng bông nút tai để có thể tránh gió, tránh bị đau đầu sau này. Mẹ có thể mang theo một cái khăn mặt đi.
để mình rửa mặt, hoặc là với một số mẹ mà tư tưởng thoáng một tí các bà cũng đồng ý cho tắm thì mình có thể sử dụng khăn để tắm. Ngoài ra cái khăn này thì nếu mà các mẹ có phải ngủ ở cái phòng chờ sinh ấy, thì mẹ có thể trải lên gối hoặc là trải lên gối ở trong phòng hậu sản để cho nó sạch sẽ nếu mà các mẹ cẩn thận. Một cái vật mà các bà sẽ rất là thích đấy là cái lược. Cái lược này thì không chỉ là sẽ chải cho tóc của các mẹ đỡ rối vì đẻ xong là đầu tóc bù xù lắm, thì các mẹ còn có thể là sử dụng để làm một cái mẹo dân gian gọi sữa về, đấy là chải lên ngực con trai 7 lần, con gái 9 lần để gọi sữa về. Thì mình sử dụng cái lược này bởi vì nó sẽ không làm cho mình đứt tóc, rất là êm cho tóc. Ngoài ra có một số vật dụng mà mình cảm thấy là không quá cần thiết nhưng mà nếu mẹ nào cẩn thận thì có thể mang theo. Thứ nhất đấy là phong bì. Phong bì thì chắc các mẹ cũng biết để làm gì rồi đúng không? Chúng ta cảm ơn bác sĩ hay là cảm ơn y tá gì đó. Những cái nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà đến lúc cần thì cũng khá là khó mua, cập dập đấy. Nên là các mẹ cứ chuẩn bị sẵn nhé. Tiếp theo là một số cái đồ dưỡng da nhẹ nhàng cho mẹ. Ví dụ như là mẹ nào điệu điệu như mình ấy thì có thể sử dụng là nước hoa hồng này và cái serum để dưỡng ẩm. Sau khi đẻ xong là da của mình sẽ hấp thụ tốt nhất tất cả những cái dưỡng chất, nên là chúng ta hãy sử dụng triệt để những cái sản phẩm dưỡng da làm từ thiên nhiên. Mình thì mình đang sử dụng của Trilogy bởi vì da mình rất là hợp với cái dòng sản phẩm này. Ngoài ra nếu mà được các bà cho phép gội đầu thì các mẹ có thể gội đầu và cũng hãy sử dụng những cái sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên nhé. Ví dụ như là mình sử dụng cái cao gội bồ kết này của các bạn bên Hà Na này, mình thấy nó rất là tốt, như tóc mình đến bây giờ vẫn đang gội và cảm thấy nó rất là suôn mượt. Ngoài ra thì các mẹ có thể là mang theo một cái ô nữa để ví dụ trời mưa trời nắng gì đó, hoặc là đơn giản chỉ là che cho em bé khi mà đi phải đi ra đường, đi ra xe. Đây, mình có mang theo cả một cái cặp lồng nữa. Cặp lồng này thì nó rất là tiện bởi vì khi mà mở ra ấy, thì nó có cả một cái bát ở trên này và có cả những cái ngăn ở bên trong nữa. Cái này thì sẽ giúp cho người nhà đi mua phở, mua cháo gì đó tránh việc là mình sẽ phải ăn ở trong những cái đồ nhựa, sẽ giúp bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì với một số mẹ mà muốn kích sữa cho con thì các mẹ có thể mang theo một cái máy hút sữa nhỏ. Ví dụ như mình sử dụng máy hút sữa của Aven. Thì cái máy hút sữa này các mẹ có thể mang theo để giúp kích sữa nếu mà cảm giác như là mình ít sữa hay là khó về sữa. Cái này thì mang tính chất là tâm lý thôi. Tốt nhất là các mẹ nên cho con ti trực tiếp thì sữa sẽ về nhanh hơn rất là nhiều. Có một cái cực kỳ là quan trọng nữa, đấy là sạc dự phòng. Sạc dự phòng và dây sạc. Bởi vì là nhiều khi có những mẹ mà mình vào viện mà mình không biết là bao lâu nữa mình mới đẻ thì sẽ cần phải sử dụng điện thoại để liên lạc với người thân hay là check in Facebook hay là gì đó, thì sạc dự phòng thật sự rất là quan trọng nhé. Vừa mới review cho các mẹ cái giỏ đồ đi sinh mà mình cảm thấy rất là đầy đủ rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ làm thế nào để tách các cái đồ này vào một cách gọn gàng nhất và dễ tìm nhất, tránh cái việc là khi mà cần tìm cái gì thì mình lại bới tung hết cả giỏ đồ đi sinh lên. Đầu tiên ý, là việc chọn cái giỏ đồ như thế nào. Thì bây giờ là có rất là nhiều loại, có cả ba lô, có vali, có rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là mình vẫn trung thành với em giỏ đồ basic như thế này, bởi vì sao, rất là tiện. Cái này mình có thể đặt xuống đất mà nó không bị bẩn và mình có thể là mở ra mở vào rất là tiện, nó không bị móp méo hay là gì đó. Và sau khi về nhà rồi thì mình có thể để một số cái vật dụng cần thiết quan trọng để đầu giường hoặc chân giường để mình lấy đồ cho em bé nhanh nhất có thể, thì mình nghĩ là cái giỏ này vẫn là một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt.
Thì với cái giỏ này thì để mà tránh bị để quên ở đâu đó mà mọi người không biết ấy, thì các mẹ hãy ghi tên mình lên đây cộng với số điện thoại của mình hoặc là số điện thoại của người nhà để nếu mà có vấn đề gì thì người ta sẽ liên lạc nhé. Tiếp theo nữa là các mẹ hãy phân loại đồ đạc ra để mình có thể là tìm đồ một cách nhanh nhất. Ví dụ như vừa nãy thì mình có phân chia ra là đồ quần áo mặc cho em bé chẳng hạn, thì mình sẽ xếp chung tất cả những cái gì đồ mặc của em bé vào chung một cái túi. Các mẹ có thể mua những cái túi zip ở bên ngoài, hoặc là như mình thì mình hay tận dụng những cái túi bọc quần áo của những cái hãng khác ấy. Đấy, mình tái sử dụng, mình ưu tiên những cái túi trong suốt như thế này này. Đấy, ví dụ như là quần áo của em bé nhá, bao gồm là các bộ body này, rồi bao tay bao chân và mũ, mình sẽ để chung hết vào một chỗ. Mình có thể để kèm cả khăn xô của bé vào nữa. Rồi, sau đó đóng lại. Và sau đó mình sử dụng giấy nốt và viết lên trên. Ví dụ ở trong túi này là có quần áo này, bao tay chân này, mũ này và khăn xô. Mình viết to lên như thế này. Sau đó thì mình sẽ dán lên trên cái bao này. Đấy ạ. Và mình sẽ làm thành nhiều túi như thế này. Thì khi nào mà các bố hoặc là các bà tìm thì sẽ rất là tiện. Sau đó thì mình có thể chia nhỏ những cái đồ mà mình cảm thấy nhiều. Ví dụ như là khăn khô đa năng thì mình cũng không cần thiết phải dùng cả một bịch to như thế này. Mình sẽ chia vào một cái bịch bé hơn chẳng hạn. Các mẹ cũng có thể chia vào túi zip nhé. Đây, một bịch như thế này thì mình nghĩ là cũng khá là đủ để cho em để sử dụng ở trong viện rồi. Với bỉm cũng như vậy. Bỉm thì nếu mà các mẹ có những cái sampling rồi thì rất là tốt. Còn nếu không thì mình cũng chuẩn bị những cái túi zip để chia ra mỗi túi khoảng 5 đến 7 miếng bỉm để sử dụng trong một ngày cho bé. Mình cũng có thể là ghi nốt lên đây nếu mà bố bé chưa biết bỉm là cái gì. Rồi ạ, mình đã hướng dẫn cho các mẹ xong tất cả những cái kinh nghiệm về chuẩn bị giỏ đồ đi sinh rồi. Hy vọng là các mẹ sẽ có những cái chuẩn bị tốt nhất và chúc các mẹ chọn con Vương nhé. Strong, we're doing wrong, but I'll change.